Xin chào mọi người, hôm nay Thi và Hiển đang dự một bữa tiệc trước ngày thi đấu của giải World Open tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid. Và bây giờ thì đang là tiệc tối và mình cũng là một trong những khách mời đến dự. Có thể thấy là các khách mời ngày hôm nay đều rất là elegant và lịch sự sang trọng. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều trọng tài cũng như là vận động viên. Tất cả họ đều chuẩn bị cho một buổi tối. This is the... One.